Em chào anh Trọng. Vâng, hay. Rất là vui khi hôm nay về giao loa cho anh. Rồi, rồi, ok. Đơn hàng tương đối là xa đấy. Ừ, ăn bàn đấy cái này ấy. Vâng. Anh cơm nước rồi chưa anh? Ông mới vào cơm luôn trời. Đây thì cho... Vâng, vâng. Nhà mình ở đây là sát bờ biển đấy anh nhỉ? Biển đây luôn. Vâng, em đi qua thấy gió lộng lộng là... Ở đây là cuối bờ biển rồi. Vâng. Đây là cuối... Với lại ở xung quanh thì thấy mọi người kinh doanh đa số liên quan đến hải sản nhiều. Đúng rồi. Với ngoài kia thì có công ty, công nghiệp phải không anh? Em thấy nhiều nhà máy lắm, sáng trưng rồi kìa. Không, ở ngoài đấy là có cái hóa lọc dầu. À, cái điện đèn sáng sáng là hóa dầu rồi. Đấy. Hóa lọc là hóa dầu rồi cái gì Nghi Sơn, nhà máy Nghi Sơn á, xi măng á. À, xi măng, xi măng. Rồi dưới này là nhiệt điện. Nhiệt điện. Còn dưới này nữa. À, thì nhiều thế, bỏ sau dưới này là có cái chủ nước cảng nước sâu. Vâng. Cảng nước sâu. Em nhìn thấy mấy cái công xưởng nhà máy mà đèn sáng trưng như kiểu giàn khoan ngoài biển ấy. Đúng rồi. Anh gọi em một tay để cho loa xuống. Hai cái. Ra xong cho anh tí chúng em lại về Thái Bình ra nốt cái nữa. Hơi nặng này nhá. Được không? Cái này để xuống luôn à? Đây cái cho thôi đằng nặng công nhất lên rồi đi. Cho hoàn. Cái này với cái đấy là bằng nhau à? Vâng, hai con là cùng loại. Đây, mình hạ xuống anh. Ôi, nhẹ thôi. Chắc là bác là đang muốn thử độ bền của loa ấy. Đây, anh hộ em một tay nhấc cái vỏ nó lên. Rồi. Đây lên đường đấy. Quốc lộ có 13 cây thôi mà. Vâng, em thấy đi cũng tiện mà. Tại vì lúc nãy chúng em đi nó hơi nhầm một tí. Anh kiếm giúp em một cái ổ chiên. Tại vì cái này nó có hai chỗ cắm đây. Cái này thì nó có 3 thớt cho nên là mình phải cần có 3 ổ ở đây. Ok rồi. Thôi rồi. Giống trên mạng không nhỉ? Cũng giống phải không anh? À. Tại vì tôi coi thì giống trên mạng đúng không? À. Loa gì đây? Loa này là Isophone 9900. Hình như ông Minh đi khắp đất nước kìa. Vâng. Nay giao cho anh vào đây thì cũng khá là xa rồi. Đúng rồi, đây khá xa. Là xa rồi. Nhưng mà thấy anh em giao mãi Nghệ An mà. Vâng, Nghệ An, Hà Tĩnh là cũng đi rồi đấy. Trong mãi trong này. Đây vâng. Giáp với Nghệ An luôn đấy. Đúng rồi, đây là gần đến Thái Hòa rồi. Đúng rồi. Vâng. Đây qua cái núi này cái là đến Nghệ An à. Đúng rồi. Thanh Hóa là chúng em giao cũng khá nhiều rồi nhưng mà lên sóng thì cũng không được nhiều lắm. Lên sóng là tầm khoảng 3-4 video rồi. Đúng rồi, Thanh Hóa. Đông Sơn rồi Thạch Thành. Cho miền ngoài là nhiều. Thôi anh em đi mấy giờ vào với vào này? Em đi mất khoảng 3 tiếng rưỡi gần 4 tiếng đấy. À, đúng rồi. Vâng. Thường đi Hà Nội là 5 tiếng đấy. 5 tiếng đến 4 tiếng. À. Thường thường xe đi ngay cái chỗ đào dốc này xe Hà Nội hay đón ở đây. À, xe khách thì lâu hơn, tại vì họ đón trả khách nữa. Chúng em đi thì mà mạch cơ. Hôm nay là nó lâu hơn một tí vì đi nhầm mất khoảng mấy chục cây. Đúng rồi. Còn nếu mà đi chuẩn là thì nó tầm 3 tiếng rưỡi. Anh Trọng xem loa có xanh được nhiều chưa? Xem thì lâu rồi. Nhưng mà có vị là nói chung là thời điểm bây giờ là cũng mua luôn. Vâng. Nay mai cưới đỡ phải thuê phải không anh? Vợ cho con. Thằng đào nhà anh. Vâng. Nó cũng quà sang tháng là cưới. Vâng. Thì cũng trước sau gì cũng mua một cái vừa chơi vừa. Vừa là mình dùng vừa là có công việc thì thôi lấy nói ra triển khai. Thế anh em quảng cáo hay quá thì. Vâng. Mua. Mà tôi... anh cũng lựa chọn đúng thời điểm ấy, tại vì là cái mẫu này của chúng em là cũng mới nâng cấp. Không định chơi cái to thế nhưng mà thôi thì làm cái vừa vừa này thôi. Thực ra thì mỗi cái nó có cái hay. Con này thì anh mang đi mang lại, ví dụ mình cần kéo đẩy ra ngoài nó tiện. Cái mẫu những cái mẫu kia thì nó lại hợp để trong nhà. Không dòm ngoài thì cũng những đều đẹp. Nhưng vâng. Mà dòm ở trong YouTube với lại trên mạng thì nó tức là anh nhìn bên ngoài là làm thực tế là cảm thấy ưng mắt hơn là đúng nhìn rồi, trên mạng đúng không? Vì thật nhìn thật bao giờ nó cái mắt của mình nhìn nó sẽ chuẩn hơn là mình nhìn qua máy quay. Thế em bật nhạc em test anh nghe thử nhá. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian, Nightmare Remix. Preparing and initiating bass test. Làm vài bảng đi để quay lên YouTube mới được. Đời mới anh ạ. 2 6 7 lương
lực 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 2 6 lực 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 2 2 6 7 lực
núi vương tiên tìm miền xuôi đường về bạn xóa nghèo thật tôi nói em đi chặt em đi em đã trốn rồi em đi rừng nhiều đường năm đôi này này ơi đường em trốn Bye.
Cái này kết nối tivi đâu à? Kết nối bình thường. Cái này anh dùng dây dùng bluetooth đều được. Tivi này có bluetooth thì dùng bluetooth cho tiện. Thế bây giờ con loa đại ca này về thì con đàn em này bây giờ thì chắc là đi nghỉ mát một thời gian thôi. Kết nối giống cái loa đúng rồi, nó cũng khác gì cả. Thế bây giờ đang kết nối với cái máy của anh thì bây giờ em phải tắt cái máy này đi đã. Máy của em nha. Cắm điện lên là có từ bluetooth. Đúng rồi, đây em nhìn cái biểu tượng cái BT này. Đấy, còn chuyển qua chuyển lại thì em vẫn input này. Nó như con loa kia, không khác gì cả. Anh nhí cái nào cho nó ra cái bluetooth. Đây, đấy, chuyển qua chuyển lại cho các chế độ. Điện thoại như nào, TV như thế. Đây, Isophone IP9900. Kết nối được rồi đấy. Bây giờ phát nhạc là ra. Thì TV nó cũng thế thôi, TV thì nó cũng tìm và kết nối bình thường. Cho vào TV. Thế để em thử điện thoại đã. Thử điện thoại. Thì bản chất là bluetooth thì nó cũng không khác gì nhau à. Em cứ thử bừa vào một bài bất kỳ đi cho nó ra nhạc hay không để anh kết nối TV luôn. Thông thường thì mình chỉ chỉnh ba cái này thôi. To nhỏ đúng không? Ba cái này thì cái này là nó là to nhỏ và nhạc này. Đây mình vặn lên đâu thì cái này nó nhảy lên đấy đây. Rồi, to nhỏ có mic này. Cái này là vang nhại. Chống chết. Không, nó là vang nhại. Vang nhại hiệu ứng của mic ấy. Rồi. Đấy, không liên quan gì đến nhạc cả, nhạc chỉ có cái này thôi. Còn cái đây là bên mic to nhỏ là thích mic to thì đây mic vô là to nhỏ mic, to nhỏ nhạc, vang nhại. Đấy. Ngoài ra thì khi mà hát nhá thì nó sẽ có bốn chế độ vang nhại khác nhau. Tương với lại mode 1, M1, M2, M3, M4. 2 đây, M4 đây. 2 6 lưng. Đấy, bây giờ anh chuyển nó sang M1 này, của mode này. Đợi mấy giây. Đấy, trong lúc đợi này là nó không có vang đấy, đợi nó loát. Đấy, loát xong rồi. Đây M1 2 6 lưng. Đấy, có nghĩa là mỗi một chế độ thì cái hiệu ứng vang nhạy nó sẽ khác nhau. Và cái này nhá, mỗi một lần tắt đi bật lại thì cái này nó lại về mặc định. Thì anh phải chỉnh ba cái này cho nó phù hợp. Thì chẳng may ví dụ như có ai đó chỉnh linh tinh thì không sợ, bởi vì những con vang cơ thì khi mà có người chỉnh linh tinh mới công mình chỉnh lại. Nhưng mà con này khi mà có người chỉnh linh tinh, anh chỉ cần rút nguồn ra hoặc là tắt đi bật lại nó lại về mặc định. Sau đó mình lại vặn lại ba cái này là xong. Nên là không lo cái vấn đề trẻ con hay là có ai nghịch mà nó sợ nó bị loạn.